chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa điểm sơ lại cái vườn cây này cho anh khu biệt thự này. Đây là cái lồng phần lúc đang chỉnh sửa. Lồng phần này chủ nhân cũng vừa đang về. Vậy cho nó rõ. Chúng ta coi anh nghệ nhân này cũng sửa cây lộc phần cổ thụ là như thế nào nè. Các bạn nhìn nó gốc đế này nhìn gối thúc này là thùng thúc chứ còn gối thúc thì không là cái gì hết. Khủng khiếp. Đây là nghệ nhân khúc ngô. Khúc ngô còn gọi là thân mặt là khúc. Đây là cây mai trị giá 500 triệu của chủ nhân mới vừa đem về. Khu biệt thự này vừa hoàn thiện. Chủ nhân khu biệt thự này đam mê nghệ thuật đỉnh cao. Khu biệt thự vẫn còn là cây, những cây siêu phẩm không? Cây nào cũng trị giá bét nhất là vài chục. Cây này là 500, đẳng cấp nhất cũng chưa gọi là nhất khu vườn này, nhưng mà rất là đẳng cấp. Ở đất Quảng Nam mình nói chung là cũng tự hào, thì cũng có nhiều nghệ nhân chơi cây với giá tiền là rất khủng. Có nhiều cái không phải là một hai vườn cây mà rất là cũng nhiều nghệ nhân chơi với giá tiền rất khủng, thì có thể bỏ ra cả tỷ để mua một cái cây. Chúng ta cố gắng từ từ chiêm ngưỡng cái cây cây lộc vừng này. Anh Út anh sẽ chỉnh sửa lại cái thế như thế nào cho nó thật cái gu. Nhân này cũng rất trẻ nhưng mà bài uống cây thì cũng thuộc bậc đẳng cấp ở cái đất Quảng Nam. Chung là mình làm cái clip này cũng giao lưu với mấy anh em trong và ngoài nước, nói chung giao lưu để học hỏi chia sẻ kinh nghiệm. Rồi, cái nào hay thì mình học.
bông bông, bông chưa? À, cá bắp rồi nè. Đúng không? Cái này thì cục chán của thủ chủ nhân mới đem về, hứa hẹn khoảng 3 năm sau, 3 năm sau cái này sẽ hoàn thiện. Vì đó trình nữ mới đẹp. Cái nhân cốc ngô này đang chỉnh sửa và cái cây tinh nhãn. Tinh nhãn này cũng đã chín tay anh cốc ngô đem về, đã giao lưu với họ là giá là 9 triệu. Trong một thời gian anh cốc ngô đã mua lại với cái giá là 45 triệu, có nghĩa là mình đã bán đi 9 triệu mà mình mua lại 45 triệu với cây nhãn này này, với giá cây nhãn này này. Cái này cũng đã kết trái rồi. Nghệ thuật đam mê thì nó có nhiều cái. Nhiều cái không phải là vì tiền, sau khi mình bán đi nhưng mà mình chụp lại với giá rất cao, có nghĩa là mình quá thích nó. Còn giống của cây cây nhãn này. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy đăng ký, mình cũng làm nhiều cây
trong cái vườn này, cũng làm nhiều cái clip trong cái vườn này. Các bạn đăng ký kênh này thì có những cái clip làm cây tiếp theo. Nếu các bạn nào nói chung là đam mê thì đặt bonsai đó. Như mình cũng vậy, mình cũng đam mê nhưng mà mình cũng không có nghệ thuật gì mấy nghệ năng này. Nhưng mà đi theo học hỏi, biết là học hỏi kinh nghiệm để đam mê mà. Nhớ đăng ký kênh để xem clip sau nha các bạn. Làm gì clip đó. Vườn cây này quá nhiều. Hôm nay mình làm hai ngày rồi. Hai ba ngày. Cây mai này hôm nay mình làm sáng đến giờ mới làm được cả tí nữa, nhưng mà nói chung là cũng công phu cũng quá trình. Mai này rất là xứng với ngôi biệt thự này này các bạn. Tại vì giăng rừng này đó, ok, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi mấy clip sau nha, để có những clip mà hướng dẫn cách uống gì thép, hướng dẫn cách uống cây làm sao cho nó đều nó khéo, làm sao cho nó cây nó khỏe. Nói chung là giao lưu và học hỏi, anh em nào biết gì thì nhắn tin giao lưu với mình để mình còn có kinh nghiệm để mình học hỏi tiếp với mấy bạn. Rồi, ok, cảm ơn mấy bạn.